là bí quyết nghệ sĩ chí tài phong độ trẻ trung ở tuổi U60. BB Thanh Mai tự hào là nơi đồng hành giữ mãi thanh xuân, đảo ngược lão hóa cùng nghệ sĩ chí tài. Năm 2017, nghệ sĩ chí tài đến BB Thanh Mai cùng người bạn thân thiết, nghệ sĩ Việt Hương. Khi đến với BB, anh mong muốn một vóc dáng săn chắc và một gương mặt làn da luôn tươi trẻ là niềm vui của nghệ sĩ chí tài. Sử dụng rất nhiều liệu trình làm đẹp tại BB như nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa da công nghệ U-Therapy, giảm béo công nghệ Venus Body giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn. Trẻ hóa da, thư giãn với công nghệ sóng cao tần hàng tuần. Năm 2018, anh đưa vợ là nghệ sĩ Phương Loan cùng đến BB để trải nghiệm các công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao trên thế giới và hàng loạt các bạn bè nghệ sĩ được anh giới thiệu đến BB để làm đẹp. Năm 2019, nghệ sĩ chí tài vừa thực hiện xong công nghệ trẻ hóa da Thermage FLX tại BB Thanh Mai. Quý khách hàng hãy xem cảm nhận của nghệ sĩ chí tài nha. Xin chào cả nhà, chúng ta đang có mặt tại thẩm mỹ viện BB Beauty BB Thanh Mai. Hôm nay thì BB rất là hân hạnh khi được đón tiếp và được chăm sóc da cho anh chí tài. Thì anh chí tài mới được bác sĩ điều trị về cái liệu trình trẻ hóa da của công nghệ Thermage FLX mới nhất 2019 cả nhà nha. Đây là tấm hình mà anh chí tài lúc mà mới điều trị nha, chưa điều trị nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy nha. Đó, hình trước và sau điều trị nha cả nhà. Đây, em cho cả nhà nhìn thấy là cái vùng mắt của anh chí tài là em thấy nó có cái sự cải thiện tốt nhất luôn. Những cái nếp nhăn của mình hầu như là đã không còn nha cả nhà. Về hai bên luôn á. Ở đây nữa nè cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ cho anh chí tài, em mời anh chí tài xem gương để mình cảm nhận được cái sự khác biệt như thế nào anh nha. Dạ, đây. Anh có thể xem. Dạ. Hay ha. Chân chim nó là thành chân không rồi. Không còn gì hết. Đó. Quá dữ. Nếp nhăn li ti coi như là hầu như là bớt hẳn anh ha. Bớt hẳn, đây là chỉ mới thôi mà. Dạ đúng rồi. 3 tháng tụt lại cái nữa. Mà tốt nhất là chụp mỗi tháng luôn. Vì thấy chưa, hiệu quả không? Mới làm thôi, có một tiếng mấy thôi. Thì không biết anh có dắt bà xã theo để cùng đẹp giống như mình như bây giờ không anh ha? Chắc chắn. Rất nhiều người muốn tới đây. Mà quý ông thì mắc cỡ. Đừng có lo, đi đây tới lại. Các quý bà, quý cô gì đó tới đây tại thế giới triệu lệ hết. Dạ, vậy là lần tới là chắc là cả nhà mình sẽ được nhìn thấy cả anh chí tài cũng như là bà xã của anh đi làm đẹp chung trong BB Thanh Mai luôn. Dạ, em xin cảm ơn và em chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ạ. À. Cảm ơn Kim Phượng. Dạ, cảm ơn các bạn bữa nay đã bỏ thời giờ ra để mà quay lại những cái giây phút tuyệt vời nhất của chí tài. Thì chúng ta rất mong các bạn cũng như những người đang theo dõi tới BB Thanh Mai để được cái gì? Để được chúng ta trẻ trung hoài. Con người thì nó ai cũng già, nhưng chúng ta sẽ trẻ hoài, chống lại cái tuổi già để mà yêu đời, yêu người, yêu tất cả. Tiến sĩ bác sĩ Tan Nachlieli, người chuyên thuyết trình về các phương pháp làm đẹp mới nhất đến các bác sĩ trên thế giới tại các hội nghị y khoa như hội nghị Plastic Surgery at the Red Sea tại Eilat, Israel, hội nghị AMCAD. Tiến sĩ bác sĩ Tan Nachlieli thực hiện điều trị từng khách hàng chỉ có tại BB Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận giải thưởng thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, điều trị thành công hàng triệu ca trẻ hóa da. Quý khách hàng liên hệ ngay 1800 66 17 để trẻ ra 10 tuổi ngay hôm nay.